một, bỏ nghiệm một ra, g phẩy bằng không tương đương, cái này đạo hàm là 2x trừ 2 bằng 0, vậy cái này là một nghiệm rồi nha. Xong rồi mấy em sẽ có hai nghiệm là trừ 1 với 4 nè, x bình trừ 2x trừ m bằng trừ 1, x bình trừ 2x trừ m bằng 4. Cuối cùng là câu lọc m2, m sẽ bằng chuyển trừ m qua là x bình trừ 2x cộng 1, ở dưới là m bằng x bình trừ 2x trừ 4. Vậy là hai thằng này cần mấy? Hơn. Cần bao nhiêu? Cần 4. Vậy bây giờ tìm cái trên suy ra cái dưới thôi, bấm máy. Một trừ 2 1 y bằng 0. Thế thì cái này là 0. Còn cái này trừ 4 là lùi 4 bước đúng không? Từ 1 mà lùi 4 là ra mấy? Oh, no. Từ 1 mà xuống âm 4 là đi xuống mấy? Xuống 5, vậy này là âm 5 rồi. Mà cái này cần 4, tức là m cần lớn hơn 0. M lớn hơn 0 mà lấy thì chiều 10 tới 10, rồi lấy từ 1 tới 10. Rồi,